chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Bạn Đời Ăn Ý. Thưa quý vị, chương trình Bạn Đời Ăn Ý do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ 30 phút thứ sáu trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Doric của BBK và nhãn hàng sản phẩm gia dụng Golden đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì Đại Nghĩa xin được phép giới thiệu ba người ngồi ở vị trí bên tay phải. Đại Nghĩa đây, họ là những bình luận viên, là những người sẽ đưa ra những cái chia sẻ của mình cũng như là những kinh nghiệm của mình cho các cặp đôi đến tham gia chương trình. Đầu tiên hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Một gương mặt lần đầu tiên đến với chương trình Bạn Đời Ăn Ý của chúng ta, Hứa Minh Đạt. Và cuối cùng, một người cũng không còn xa lạ gì hết, tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Người mới cho nên mình phải hỏi thăm thôi, chứ hai bà chủ nhà quen thuộc quá rồi. Bữa nay hình như không giống em thường ngày phải không Đạt? Dạ, bữa nay em phải mặc vest đồ lịch lãm là ngồi bình luận một cái vị trí mới, em cũng không biết sao, chắc phải nhờ hai bà chị giáo giùm quá. Đâu, em cũng là một cái người đàn ông có một gia đình hạnh phúc, đầy kinh nghiệm trong hôn nhân, cho nên em cũng sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với những cặp đôi tham gia chương trình của chúng ta. Nhưng mà em rất là xàm xí. Xàm xí? Xàm xí hả? Thì bên đây chị Trang chứ nghiêm túc rồi, bà Tường bà sắc sảo rồi, thì cần chút xàm xí của em cho nó vui nhộn chứ. Mỗi người là một màu sắc. Ai cũng biết cặp vợ chồng Hứa Minh Đạt với Lâm Vĩ Dạ là một gia đình nghệ sĩ hiện nay đang được rất nhiều khán giả yêu mến. Không phải chỉ là tài năng của họ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn là cái hạnh phúc gia đình nữa. Yeah. Với hai nhóc tì cực kỳ đáng yêu. Vậy thì em với Dạ đó thấy rằng cái sự ăn ý của mình dành cho nhau suốt bao nhiêu năm qua nó đến từ đâu? Xuất phát từ trái tim anh. Bắt đầu ánh mắt nhìn nó ánh mắt. Trái tim hiểu được trái tim. Ừ. Bắt đầu hai đứa sống chung căn nhà, bắt đầu thời gian sẽ thử thách. Và từ từ những cái mới đầu là như là hai cái răng cưa ở đó chưa có khớp nhau được mấy. Nghe hai cái răng hết hồn tôi. Răng cưa về nó chú đầu từ về là phải uống nắng mài dũa sao cho đầu nó răng nó đều sẽ có một cái sự ăn ý của hai vợ chồng. Giống như chị Trang đã từng chia sẻ trong chương trình á, có khi là sẽ không có hợp ý nhau đâu, hoặc là có khi là hai người cũng có thể hợp ý nhau ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng mà cái điều lý giải cuối cùng á đó là tình yêu. Khi chúng ta có tình yêu thì chúng ta có thể lý giải được hết tất cả mọi cái. Nếu chưa hợp nhau thì mình xem như đó là một cái sự bù trừ. Yeah. Để mình có thể mình khớp với nhau và từ từ mình tìm cách để mình hòa hợp với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một gia đình, họ cũng là một cặp gia đình nghệ sĩ trẻ, đẹp, tài năng, và họ cũng sống với nhau rất là hạnh phúc. Để chúng ta xem coi bí quyết giữ gìn hạnh phúc của họ là gì, cái sự ăn ý của họ như thế nào nha. Hãy cùng chào đón đôi vợ chồng nghệ sĩ Huy Luân và Thanh Phương. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng đào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao làm vương miệng sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười cuốn vương bừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà. Chẳng không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, trong đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên
cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ơi đón hai đứa chúng ta. Mà quá hay đúng không? Chuyện Huy Lương hát hay bình thường, ca sĩ mà. Cô này hát hay bữa nay tôi mới ngạc nhiên nè. Công việc của cô không phải là ca sĩ quý vị ơi. Mở tivi lên, thấy cô xuất hiện hoài trên á, người dẫn chương trình. Em ơi, từ nào giờ anh không biết em hát hay vậy luôn đó Phương. Vậy hả anh? Vụ này nhà, lâu chưa? Ở nhà anh chê em hoài, em không có tự tin hát ở nhà. Nó là một nhà không thiên em ơi. Nghe đi ra ngoài hát đi nghe hay lộng lẫy luôn vậy đó. Đính chính là bà xã em biết từ ngày mới quen là hát hay rồi. Tại vì hồi xưa ở trong nhóm nhạc. Mà em ém bà xã em hay sao vậy? Ờ vậy sao nhà anh tỏa em tại không? Vì nó là nếu làm MC thì nổi tiếng dễ hơn là ca sĩ. Trời ơi thì bây giờ trời ơi hát luôn cũng có sao đâu. Gì em dễ sợ luôn. Mỗi lần mà em hát ở nhà là cứ cười kiểu. Gì em hả? Dạ đúng rồi, cứ cười kiểu bí ẩn lắm anh. Không phải nhiều khi người ta cười là người ta khen hay mà người ta để trong bụng sợ nói ra vợ mình lên mặt chứ không phải cười là người ta chê đâu. Có khi nào chê chưa? Có chê nào? Thì chưa nhưng đó. Mà cứ cười như vậy thôi. Cười là khoái đó. Em hồi xưa là trong nhóm nhạc á Phương? Dạ. À rồi sau này mới chuyển qua công việc người dẫn chương trình. Lúc đó là gặp Luân chưa? À em gặp anh Luân là ở trường đại học. Trường đại học của em anh hát ở trong trường. Rồi thấy thích quá hả? Mà lúc đó là em trốn học á. Em đang học triết ở trên buồn ngủ quá. Em nghe ồn ào dưới này. Trốn xuống nghe ông hát. Dạ xong rồi thấy ảnh. Rồi mê ông luôn. Lúc đó chưa có mê, tại vì em thích theo cái kiểu mà thư sinh. Còn ảnh thì hơi kiểu men đó. Đó thì bạn em á thì khen ảnh men hả? Hồi xưa có men hả? Bây giờ vẫn men mà. Kiểu đen đúa này nọ đó, phong trần. Còn em mà thì thích theo kiểu trắng trắng. Ai trước vậy? Ảnh. Ảnh tức là sau đó kiếm cơ hội gặp nhau. Sau đó thì tụi em đi làm lại gặp nhau. Thì em mới nhớ là cái anh này hồi xưa qua trường mình mà các bạn gái ở trường mình ồn ào đó. Mà lúc đó em có ồn ào trong nhóm bạn gái dạ không? Lúc đó em còn chê là đâu có cái gì đẹp đâu, tụi bay làm thấy ghê quá à. Chê luôn á hả? Tại em thích theo kiểu style Hàn Quốc á. Ghét kiểu nào trời trao kiểu đó. Dạ đó, em đúng cũng không? Thấy vậy á. Rồi sau đó là hai người có cơ hội làm việc với nhau. Dạ. Rồi sau đó là người ta ngỏ lời với em trước. Dạ. Bao lâu thì chịu đèn? Ra là tình công như đã đúng không? Mà mặt ngoài còn e một xíu thôi, chỉ chờ một cái câu phản hồi. Nhưng mà ảnh phản hồi ngay cái ngày mà ta nói ngày 1 tháng 4 á anh. Cái ngày đó dối. Hết tháng 4 dạ. Hết ngày mới lựa cái ngày đó ha. Cái ngày đó. Anh hiểu. Sao? Nếu như ngày đó mà nói với em gật đầu thì ok mình thành đôi. Dạ. Còn lỡ như ngày đó mà em từ chối cái đó. Trời ơi anh dễ bộ anh chơi. Ngày 1 tháng 4 cho đỡ quê. Bởi vậy ảnh hẹn em đi chơi ngày đó em đâu có đồng ý đâu. Em cũng sợ bị lừa. Xong rồi qua ngày đó anh không rủ em nữa anh. Em đợi quá trời luôn. Em đợi hoài không thấy rủ anh nữa. Còn ảnh thì anh nghĩ là chắc em không có thích ảnh nên từ chối. Còn em cứ đợi hoài. Cái em mới kể cho bạn em nghe cái câu chuyện đó. Thì em nói em nhắn tin rồi nhưng mà em cảm thấy tự nhiên bây giờ mình nhắn lại thì mình kỳ quá. Mất giá. Cái bạn em nói ui mệt quá. Cái thế là lấy nó tắm nó sen cái luôn. Thế là tụi em quen nhau tới giờ. Trời ơi cảm ơn nhỏ bạn. Vậy là nhỏ bạn là đúng vậy. Nhỏ bạn mát tay đó. Nhỏ bạn nó có trong nghề không em? Dạ không, bằng ngày nào kỷ niệm ngày cưới thì em cũng nhắn tin cho nó hết á. Nhưng mà có lần em quên, bận công việc em quên. Cái xong rồi nó bảo, ủa hai chồng mày có chuyện gì sao không thấy nhắn lại tao. Nhỏ bạn có tâm dễ sợ. Đó, mới nghe sơ sơ qua thấy câu chuyện này cũng thú vị đúng không? Rồi bây giờ anh mời hai em về chỗ nha, để chúng ta tiếp tục trò chuyện cùng với nhau. Đúng kết là cái ngày 1 tháng 4 mà em rủ người ta đi chơi đó. Là em có biết ngày đó ngày 1 tháng 4 không? Hay là em đúng có mục đích giống như anh Đại Nghĩa nói? Em có ý chứ không phải là em kiểu mà em... Ý của em sao? Ý là em muốn thật sự em muốn tìm hiểu cái người con gái này chứ không phải là em kiểu mà em thả đúng đại bắt mà em có biết hôm đó là ngày cá tháng 4 không hay là em vô tình? Không. Em hầu như là ngày cá tháng 4 em thôi, không có không? Để ý đúng rồi. Đó. Phải chi mà em tỏ tình ngay ngày 1 tháng 6 là được rồi. Đúng không? Là có thiếu nhi rồi. Thiếu nhi cho nên là thoải mái nhẹ nhàng lắm ta tin. Còn thả ngay ngày 1 tháng 4 ta nghi ngờ là phải. Em nghĩ là nó có liên nguyên nhân của nó hết á. Nguyên nhân hả? Dạ. Rồi bây giờ các em thử coi
trong thời gian vừa qua khi chúng ta về với nhau với một mái nhà mình sống với nhau á, thì cái mức độ ăn ý của mình các em tự đánh giá ha, thỏa thuận với nhau, thống nhất với nhau bao nhiêu điểm. Rồi giơ cái bảng lên cho anh và mọi người thấy. Hai vợ chồng em khá là hợp nhau, nhưng mà nói về hiểu và từng chân tơ kẻ tóc thì không dám tự tin. Thôi cứ mình cứ cho 8 điểm đi ha. 8 điểm. Cặp đôi sẽ trải qua 3 thử thách lần lượt có tên gọi thấu hiểu, đào độ sẽ chia cùng lên tiếng. Sau 3 vòng, nếu điểm của người chơi trùng với điểm của ban bình luận thì cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 10 triệu hiện kim và voucher làm đẹp trị giá 50 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi thấp hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một cặp điện thoại trị giá 15 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi cao hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một bộ sản phẩm gia dụng của Johnson. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nhận được một phần quà từ nhãn hàng Luris của BBK. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên mang tên thấu hiểu. Anh mời Luân lên đây đứng cùng với anh. Phương ở kia thì Phương viết cái câu trả lời của Phương lên trên bảng. Ở đây thì Luân nói ra cho anh nghe coi hai bên có trùng khớp với nhau hay không. Để thử coi. Đây, vợ đẹp mà. Cưng vợ đúng không? Dạ. Hay mua sắm này kia đồ đạc cho vợ không em? Chả cũng có. Mình mua nhân những dịp sinh nhật vậy thôi. Chứ tại vì tiền vợ giữ mà, cho nên em đâu được mua gì đâu. Hiểu mà, hai mình hiểu nhau à. Hai mình hiểu nhau à bạn ơi. Nhà em tiền ai cất? Dạ, gia đình em mẫu hệ gì. Nhà đàn cũng vậy em. Cưng ơi, không có gì buồn hết nha. Cái câu về mà cái món đồ này kia chút xíu anh hỏi sao. Còn giờ hỏi trước nè. Hoạt động nào sau đây sẽ giúp cho Thanh Phương nhanh lấy lại năng lượng nhất khi buồn chán? A. Xem phim. B. Nghe nhạc. C. Xem hình gia đình trên điện thoại. Thực ra thì em biết là vợ em có một cái không có nằm trong ba cái đó. Đó là buồn là cái đòi đi du lịch. Không, nếu mà không có trong ba cái đó thì em sẽ chọn cái đáp án là xem hình con hoặc là gia đình trên điện thoại. Còn ý kiến của Phương sao? Cả ba. Tức là em vừa thích xem phim, thích nghe nhạc của Phương. Tại vì tối tối là hai vợ chồng em á hay xem phim Hàn Quốc lắm. Mà em nói vậy không đúng. Nên tại vì đó chỉ là giải trí thôi. Nhưng mà giải trí luôn. Nhưng mà câu hỏi là khi nào em mệt thì em làm cái gì để em lấy năng lượng lại, đúng không? Qua cãi cho tới đó. Rồi. Đó là do em nghĩ sai câu hỏi. Tao nghĩ rồi là lỗi tại em, lỗi tại em. Sâu xa ban đầu lần như bà chọn cái đáp án khác đó. Cái đúng rồi, đúng rồi, chọn cái đáp án là cái hình. Chọn cả ba. Do mình không chịu nghe kỹ cái câu hỏi. Với lại mình tự đặt thêm một cái câu trả lời là D, cả ba đều đúng. Chứ ông xã nói đúng. Thì Phương cảm nhận được trong câu trả lời của ông xã mình là hoàn toàn hiểu ý mình á. Và do là mình không có nghe kỹ câu hỏi nên cái phần sai đó là do lỗi do Phương chứ không phải do của ông xã. Coi như câu đầu tiên là trớt quớt rồi nghe. Câu số 2. Trong các việc nhà sau, ủi đồ, rửa chén, lau nhà, Thanh Phương ít thích làm việc nào nhất? Em nghĩ là bà xã em ghét nhất là lau nhà. Nhà bự quá lau mệt ha em? Không phải, thứ nhất bị đau lưng, thứ hai là bà xã em rất là bị dị ứng với lại những cái nước lau nhà đó. Còn Phương, câu trả lời của em, lau nhà trùng khớp. À, vậy là chuyện nhà là lau nhà là em lo luôn hay sao? Dạ, có con robot nhà. Nó bữa nào nó hết pin nhà vô hầy đúng hả? Ủa, có robot thiệt luôn hả? Nó tự sạc pin, nó hết pin, nó tự động lại. Nó quét nhà lau nhà vậy nè, chạm vòng vòng nhà vậy nè. Phương ơi, về ở nhà em làm gì Phương? Em đi làm suốt ngày anh, nhưng mà tối thì em về nhà em giữ con, ảnh đi hát rồi. Mà dưới giữ thằng nhỏ là không có làm được gì hết á. Còn ủi đồ dưới rửa chén nhà ai làm? Ủi đồ thì thường là để cho máy giặt. Máy giặt nó có chế độ xong mà chuyển qua máy sấy. Máy sấy xong lấy ra là thẳng hết rồi anh. Đầu thẳng nó vẫn nhăn nhúm chứ mình muốn không, đi ra ngoài sấy ở trong máy giặt á thì nó nhăn. Nhưng mà chuyển qua một cái máy sấy khác á, máy sấy riêng á thì nó thẳng. Trời ơi, gia đình này có chị thấy bận đồ nó cũng không có được thẳng lắm. Nó cũng mà vừa vừa thôi. Còn rửa chén mình có bỏ vô máy rửa chén làm luôn không em? Dạ chưa có. Đừng cái máy rửa chén về ăn xong tráng sơ sơ qua bỏ trong máy nó rửa mà luôn. Nói là phải em thêm... ơi anh còn biết nữa, có dạ. Một cái máy nó tắm cho mình luôn em. Đó. Nè em phải làm cái trương còi đó. Rồi có cái máy nó ru ngủ luôn, có cái máy đút ăn cơm luôn cưng. Mình giống như là bại liệt bại sụi vậy đó. Làm hết cho mình chưa, em đi chưa. Mình đi tiếp nha. Câu số 3. Nếu được hóa thân thành một nhân vật trong phim, Thanh Phương sẽ thích nhất được hóa thân vào nhân vật nào? Em biết là giờ em thích làm công chúa. Công chúa. Thôi, công chúa đi. Công chúa. Trời hay vậy. Làm công chúa gì Phương? Chị thích làm công chúa hồi nhỏ là cứ em hay thích mẹ mua cho em mấy cái đầm phòng, phòng mưa vậy nè. Mà hồi xưa thì gia đình cũng không có khá giả nên thường phải đợi đến Tết. Bây giờ vẫn là công chúa mà, ở nhà quá trời mái mà. Câu số 4 mời Luân nhìn lên màn hình. Trong 3 tấm hình sau,
đâu là tấm hình mà Thanh Phương ưng ý nhất? Ba tấm này thì có hai tấm là em chụp, thì một tấm thì em không biết ai chụp. Hàng xóm chụp. Em phải truy ra ai chụp cái tấm hình thứ ba. Em chụp tấm nào? Em chụp tấm nào luôn? Tấm thứ hai, tấm thứ ba là em chụp. Rồi cái tấm thứ nhất chị thấy là đang đi du lịch nè. Đi du lịch với ai? Biển, gương mặt rất là thoải mái. Đó thì em phải hỏi kỹ là coi cái này đi hưởng thụ ở đâu, với ai này kia chụp. Luân nghĩ xem tấm nào là Phương thích nhất. Phương thích tấm thứ hai nhất. Tại vì khi mà em chụp tấm này xong thì Phương nói là Phương thích. Phương thích nhất thì trước tới giờ là tại vì khi nói cho em vui thôi. Chứ thích tấm thứ nhất. Để coi phải không nha. Bây giờ đưa số 1 lên chắc cười xỉu á. Rồi giờ Phương em nói đi, tấm thứ nhất ai chụp cho em? Tấm thứ nhất là chuyến đi công tác của em gần đây nhất ở Đà Nẵng, thì lúc đó là cái chị cùng phòng chỉ chụp giùm cho em. Chị cùng phòng hả? Dạ. Bây giờ sẽ là một câu hỏi liên quan tới những món đồ vật. Rồi, xin mời. Đây, có 3 món. Cái mắt kiến, kem chống nắng, cái nón rộng vành. Nếu đi chơi biển, Thanh Phương sẽ chọn một trong 3 món nào sau đây? Câu này thì hơi khó, tại vì đúng là đi chơi biển thì cả 3 cái này đều cần hết. Nhưng mà nếu chỉ được chọn một thôi. Nếu như để chọn một thì Phương sẽ lấy kem chống nắng. Đáp án của Phương, kiến. Mắt kiến không trùng. Anh ơi, kem chống nắng không thích để làm mẫu cho anh chụp được. Thì tại vì em anh nghĩ tới sức khỏe của em thôi. Trời ơi, khéo nói ghê không? Ông trả lời sai đó, cái ông kêu vì sức khỏe của em. Câu tiếp theo, bây giờ anh sẽ đổi ngược lại. Phương, mời em lên đây. Luân thường tốn nhiều tiền nhất cho việc mua sắm những món đồ nào sau đây? A. Thiết bị chụp ảnh. B. Thiết bị âm thanh. C. Điện thoại. Rồi, mời Phương. Chụp ảnh. Tại vì cứ lâu lâu là em ơi, cái ống kính này chụp em đẹp lắm nè. Cái ống kính này là 200 anh chụp được lên trên sân khấu nè. Cứ dụ em hoài. Mà cái ống kính có khi mấy chục triệu, 50 là rẻ nhất á anh. 50 triệu là rẻ nhất. Rồi còn mắc hơn là cả trăm mấy, có khi là 200 nữa. Trời ơi. Dạ, nên em từ chối hoài à. Cái này nói quá nha, ống kính người ta chỉ khoảng mười mấy, 20 triệu thôi. 50 không là mắc tiền anh rồi. Anh còn đưa ra mấy cái hả khủng, xong rồi anh đưa xuống cái nhỏ để cho em đồng ý. Em không muốn mua cho nên em nói 50 triệu. Cái này sẽ giống như mấy cái chiêu mà khuyến mại giảm giá cuối năm vậy đó. Nó đưa lên một cái giá cao được cao, sau đó kéo giảm xuống còn chút, mình thấy ù được quá nhào vô mua. Chứ nếu mà đưa cái mười mấy triệu dù khi cổ cũng đâu cho mua. Dạ dạ đúng rồi. Phải đưa cái mấy trăm triệu trước. Em bị lừa mấy lần em rút được kinh nghiệm. Không có mua, không có mua, mắc quá. Còn lấy cái này mười mấy triệu đi em, dính cháu liền. Đáp án của Luân là gì? Thiết bị chụp ảnh, trùng khớp ý kiến với nhau. Luân mê chụp ảnh lắm em. Vậy em chụp ảnh cho vợ thôi hay còn chụp ảnh cho ai khác nữa? Em chỉ chụp cho vợ với con em thôi. Hoặc là người trong gia đình, gia đình. Tại mẹ thì em ít có gì gặp. À, mẹ em thì toàn là photographer chuyên nghiệp chụp. Chứ sao vợ? Mẹ là ai quý vị biết không? Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Tiếp theo câu số 2. Trong 3 tác nhân sau: bị mẹ la, bị vợ cằn nhằn và con khóc nhè, tác nhân nào sẽ khiến cho Huy Luân dễ mất bình tĩnh nhất? Cái người mà quấy nhiễu cuộc đời ảnh nhiều nhất là em. Nên em nghĩ chắc là em quá. Bộ em hay cằn nhằn lắm hả? Dù mẹ có rầy xíu là ảnh cũng vui liền, hoặc là con có khóc xíu thì ảnh cũng vui liền. Chỉ có em là ảnh có thể là ảnh sẽ trầm ngâm hơn xíu. Ảnh hay nói em là cái người tác động mạnh mẽ đến cuộc đời của ảnh á. Đúng không Luân? Chính xác. Mà giờ có hay này kia cằn nhằn thử nhữ nói nhiều làm cho em khó chịu bực mình không Luân? Dạ cũng may là ban ngày Phương đi làm nhiều, tối về mệt nè, ít nói. Loại hình du lịch nào sẽ hấp dẫn Huy Luân nhất? A. Du lịch sinh thái. B. Du lịch nghỉ dưỡng. C. Du lịch khám phá. Nghỉ dưỡng quá anh. Tại vì thường á em thấy đi khám phá, có lần hai chồng đi leo núi thì rồi khám phá xong rồi anh bị đau lưng, tại anh mang theo mấy cái đồ chụp hình nhiều lắm, rồi xong nhức chân nữa, nên em nghĩ chắc là thích đi nghỉ dưỡng hơn là đi khám phá. Đáp án của Luân, du lịch nghỉ dưỡng trùng khớp. Em cũng thích đi du lịch khám phá lắm, tại vì khám phá thì nó có nhiều cái rất là nhiều cái hay. Nhưng mà nếu mà trong điều kiện mà đi cả gia đình hoặc là có con nhỏ thì mình nghĩ là đi nghỉ dưỡng rồi nó hợp hơn ha. Dạ. Tiếp theo, bây giờ mời Phương xem 3 bức hình sau. Trong 3 bức ảnh này, đâu là chiếc áo vest mà Huy Luân thích nhất? Em thì em nghĩ là số 1 á, tại ông xã em thì thích đen trắng, mà ở đây có 2 bộ là đen trắng rồi. Áo trắng anh ít mặc lắm, tại vì anh sợ dơ. Phải vậy ông Luân, màu đen trùng khớp. Em khoái bộ này nhất hả Luân? Em thì lúc nào em cũng thích là đàn ông thì nên mặc vest đen, sơ mi trắng và có một cái cravat đen ở giữa. Thì đó là cái kiểu mẫu em thích. Đàn ông mà mặc màu xanh xanh xám xám này kia thì mình thấy nó không có đúng lắm phải không? Thiệt ra anh thấy chúng ta là những người đàn ông nhưng mà màu sắc một chút nó trẻ trung đạt à. Dạ đúng rồi anh. Một cái gì đó nó phải tươi xanh chứ. Người ta vợ chồng có con nhỏ, người ta gu thích nghỉ dưỡng là hiểu rồi. Dạ, thì đó. Phải như em thích khám với phá thích hoài. Tiếp theo, xin mời.
Trời ơi, món ăn. Coi coi món gì đây. Cái này sushi, đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản ha. Kim chi của Hàn Quốc ha. Còn này là xôm tầm món Thái. Trong ba món ăn này, Huy Luân sẽ chọn thử món nào trước tiên? Rồi, mời Phương. Tên tên kim chi. Anh thích kim chi lắm. Có lần qua bên Hàn Quốc rồi, em lúc nào cũng phải xin thêm với kim chi, em đi lấy thêm cho anh. Phải gì không Luân? Trung khớp. Trời ơi, hay quá vậy ta. Chúng ta vừa trải qua tất cả là 10 câu trắc nghiệm dành cho cặp đôi này và họ đúng được 8 câu. Không biết ý kiến của ban bình luận thế nào về gia đình của Huy Luân với Thanh Phương? Cặp này tuy rằng tuổi trẻ nhưng mà cái gu dạng cái gu này là gu gia đình. Không có ai phải cưỡng cầu ai hết. Mà nó rất trầm trầm trầm. Cho nên chị thấy là cặp đôi này rất là hợp nhau. Mà hợp nhau một cách tự nguyện, đó là trời sinh ra là cái bản tính đã như vậy rồi, gặp nhau nó hợp luôn. Chứ không phải là vì tình yêu rồi một trong hai người phải thay đổi để hợp với người kia. Rất từ tốn và rất quan sát. Và quan trọng hai bạn này rất là yêu nhau. Bởi vì á, cái sự quan tâm đến nhau từng cái chi tiết và đến những cái sự tỉ mỉ về mọi thứ, cho nên là chị thấy là cặp đôi này đúng là ăn ý á. Rất ăn ý. Rất ăn ý. Cảm ơn Cát Tường. Nãy giờ thấy là bé sâu sắc hơn. Dạ, cặp đôi này giống như là có bên này thiếu thì bên kia hụt, nó trùng khớp với nhau, nó cũng nó rất là ăn ý với nhau. Ừ, giống như nhà em không Đạt, anh nghĩ nhà em chắc ồn hơn phải không? Dạ đúng rồi, em không có nhã nhặn. Lá. Dạ là chứ không có. À, tối nay em anh nói ngủ ai ở ngoài. Em dạ. Nói ai à? Em nói hai vợ chồng em á. Không hai chồng em ở nhà là không có không có anh làm gì vậy này kia, ăn cơm cho này kia là ôm sùm lắm. Còn nói là dạ cũng vậy, nhám nhám thì chứ không có từ tốn vậy phải có không? Có khi nào từ tốn, tối nay anh ngủ ở ngoài nha. Rất từ tốn nhẹ nhàng vậy thôi chứ không cần. Nhớ câu đó lại rất là nặng nhưng mà thực ra đó Đạt, người ta hay nhìn cái cảm giác phụ nữ là chững chạc hơn đàn ông. Nhưng mà ông bà mình nói đó, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Dạ. Cho nên em nhìn cái cách mà Luân trả lời đối đáp với lại vợ là bạn này cũng không hề kém cái sự sâu sắc về gia đình đâu. Ở một cái câu mà nói gọi là sai á, nhưng mà vợ đi biển chọn cái gì á, thì thực ra ba cái món đó là quá khó phân biệt. Và chồng thì nghĩ là chọn theo nhóm nắng nhưng mà nghĩ hướng về cho vợ. Nhưng mà vợ thì nghĩ chọn mắt kính là vì hướng về cái sở thích của chồng. Dù chọn sự khác biệt nhưng mà cái suy nghĩ là cái suy nghĩ về nhau. Cái thứ hai nữa là chị nhận ra tụi em rất chịu khó nói chuyện với nhau. Nói chuyện nha, chứ không phải là tranh luận. Bởi vì cũng nhiều cặp đôi xuất hiện đây để nghĩ ha, mà hễ chồng nói mà trái ý mình chứ, trời ơi bữa đó đó vậy đó. Còn em rất là từ tốn, em nói anh vậy hả? Ờ, cái trò chuyện của tụi em rất là tích cực. Thì chính vì những cái điều đó chị rất là nhất trí với lại Cát Tường với Đạt. Cho nên chắc chắn là điểm mà nếu là chị cho đó là hơn cái điểm mà hồi nãy em tự chọn. Dạ, cảm ơn ban bình luận. Vậy thì bây giờ ban bình luận hãy bàn luận với nhau đi, để rồi chọn ra một số điểm dành cho cặp đôi này về cái sự ăn ý. Cho ưu tiên Đạt luôn đó. Này đó được là... không? Ờ vậy. Dạ hả? Ờ thì được. Bây giờ là tới thời đại của em rồi hả? Ờ thời đại của em rồi. Ở nhà em làm mẫu hệ hay làm vua rồi hả? Em dùng lên đi em. Trời ơi. Trời ơi, 9,5 điểm. Mới có thử thách đầu tiên thôi mà cái điểm cao ngút trời mây luôn vậy đó. Vậy thì bây giờ hai em hãy tự đánh giá lại cái điểm số về ăn ý của gia đình mình như thế nào. Nãy mình đưa có 8 điểm hơi khiêm tốn, giờ có muốn lên không? Hay muốn giữ nguyên? 9 điểm. Dạ thưa quý vị, chúng ta đã trải qua thử thách đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thử thách mà ở đó hai vợ chồng sẽ cùng vượt qua một cái trò chơi mà chương trình đưa ra. Thử thách này của chúng ta có tên là đo độ sẻ chia. Đây là thử thách dành cho các em. Ở nhà thấy hai chồng nhường nhịn sẻ chia nhau nhiều quá. Cho nên bây giờ thử coi cái độ sẻ chia đó nó như thế nào. Hồi nhỏ mình đọc chuyện dê trắng dê đen đi qua cây cầu nhớ không em? Giờ y chang vậy đó. Hai người sẽ gánh hai cái quan gánh từ hai đầu cái cầu khỉ này đi ngược nhau. Và làm sao để họ có thể lắp qua nhau mà không rơi, không rớt, không vụn vỡ một cái gì cả. Thì đó mới là cái vấn đề. Đây, mời Hứa Minh Đạt với Cát Tường lên thị phạm. Vậy mình phải đi chân không mới qua được. Đi chân không đó. Thì bây giờ mình thị phạm dạ. Mình không cần phải bỏ cái gì vào gánh hết. Nhưng một lát nữa là hai em sẽ phải có hàng trong gánh nha. Giờ Cát Tường với Đạt lên đây. Mình gánh cái gánh không thôi. Chắc không đây. Tôi thí nghiệm trước cho hai đứa nha. Dạ. Ủa có chuyện gì trời hên ghê, bữa nay không có mặc váy. Làm được không em? Dạ đó. Ổn anh. Rồi. Em lên. Cũng ở dưới quê nhiều mà. Nè, bây giờ coi nha, cái quan trọng là ở cái chỗ chính giữa đây nè. Hai người lách qua nhau như thế nào? Qua đi cưng. Đi. Nè đi nè chị. Đó. Rồi sao nè? Rồi nhảy tango luôn. Nhảy sao trời ơi. Vô này là vô nhảy luôn nè. Rồi, rồi sao qua nè, nè. Qua nè. Lượng nè chị ơi. Qua nè cưng ơi. Chị nhiều em nè. Nè xuống cái cầu cho qua nè. Rồi đó. Né qua nè. Đó. Khó à chị té ơi. Té nè, té nè.
bé nè. Trời ơi khó chị ơi. Khoan, nhích cái chân lên tới xíu nữa. Không ổn chị ơi. Không ổn chị ơi. Mình không ổn sao ta ổn được. Lại. Dê trắng đã rơi xuống hồ. Khó nè chị. Phải ôm sát vô. Lên. Rồi lại nè. Lại thế nè. Phải nghiêng qua vậy nè. Đó, giờ lên nhạc làm nhảy thôi. Quá trời. Nè, đứng nửa chân trên, nửa chân dưới nè, hiểu không? Cái chân này nè, đây. Cái này vợ chồng mới làm được. Đưa cái chân anh, đưa cái chân anh vô đây nè. Làm thì vợ chồng mới làm được, con mẹ ôm chị mày chết hả? Con mẹ ôm chị mày chết hả? Đưa cái chân thải vô đây, đi từ từ nép qua. Em đứng yên, được không? Nè, em phải bước cái chân em qua bên đây, đúng rồi. Đúng không? Em luồn đi, em sát vô nè. Em luồn đi, vô nè. Nó khó quá. Rồi để chị qua cho, nè. Rồi chị qua đi em đứng dựng. Rồi lách qua. Đúng rồi. Đạt, đạt luôn dễ qua. Đạt. Đó chị ơi. Đó chị ơi. Đó chị ơi. Thôi về chỗ. Đó lắm chị. Về chỗ. Có nghĩa là kiểu như lúc này là phải một người đứng trụ nè. Rồi một người phải đu ôm nhau nè. Rồi mới lướt qua được. Bởi vì hai người không phải là vợ chồng. Cho nên là không có hiểu ý nhau. Giờ có vợ chồng ta làm nè, đúng không? Hai con người không có liên quan gì tới cuộc đời nhau, làm không có được. Nhưng mà tôi đề mô một chút xíu vậy cũng giúp cho hai bạn kia hiểu được cái sự khó khăn. Đó. Thấy Phương đang bàn với Lương rất là vô, nhiều rồi. Hai vợ chồng vào chỗ. Tìm ra phương án cho cưng, mấu chốt của vấn đề là phải cái lượt đầu tiên là mình bỏ bánh vào nha. Bỏ bánh vào trong hai cái gánh đó của mình. Hồi nãy tưởng dễ lên đồ nhảy đồ. Mỗi bên cái thôi. Không, để hết chứ. Hết chứ em. Chà, có đồ còn khó giữ nữa nè. Rồi, lên đi anh đỡ cho lên nè. Hỏi nặng. Bắt đầu. Chắc cũng không được đâu. Trụ đi, anh trụ đi. Anh chàng chân anh trụ trước đi. Qua bên kia luôn, luôn. Phương qua đây. Lắm, thấy chưa? Lượt thứ hai, mình sẽ bỏ heo đất vô. Cái gì? Trời ơi, nặng lắm. Lúc chính giữa, mình giữ luôn hai gánh luôn để cho lòn ra thôi. Bể á. Bể thôi em, không sao. Lên, lần này chúng ta sẽ gánh hai con heo đất nha. Rồi bỏ tay anh ra chứ. Anh lên đi, anh lên trụ đi. Anh giang chân ra làm trụ được không? Luôn cầm gánh luôn đi để cho cái Phương nó lừa thôi. Sắp qua được rồi. Hay quá. Hay á, hay quá, khéo quá, khéo léo quá Phương ơi. Được rồi. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Tại vì nó không có dám ôm tôi. Người ta là vợ chồng, người ta làm một sớt à. Hai chị em nhà này kỳ quá. Trời. Lượt thứ ba, mình sẽ gánh cái thơm. À, mỗi bên cái thơm thôi được rồi. Mỗi bên. Lượt tiếp theo, mỗi bên một trái dưa hấu. Trời ơi, nắng quá. Coi như mình tập thể dục vậy Phương. Càng đi càng uyển chuyển rồi đó em. Dạ. Anh nghĩ anh tháo vát dễ sợ chưa? Xong cái chương trình này về em bỏ nghề MC. Đi bán đậu hũ cho anh. Rồi, xỏ vô. Phê. Lên. Wow, cẩn thận. Ôi, tuyệt vời quá.
Mỗi bên gánh là những trái dừa còn nhiều trái, bỏ dừa hết. Bốn trời trái. Ơi, nặng dữ. Bỏ dừa vô. Mỗi bên ba trái. Trời ơi, chị quăng dữ vậy Nghĩa. Cho thấy sức nặng đó. Nặng dữ vậy. Vậy mới cho dừa. Để cho dừa đúng luôn đó. Để vô, là khiên phụ. Nội gánh dừa không có biết nổi không nữa, con biểu người ta qua cầu. Vậy mới khó chứ, cấp độ càng lúc càng cao. Nó đầu sụi vậy. Lên. Chắc Luân qua lấy bớt dừa của vợ. Đây. Nặng lắm á. Đúng là cái này là đúng là cho dừa luôn nè. Để trái thôi dừa cho nó ngay là cơ luôn, sao nó méo xẹo vậy. Rồi, bắt đầu. Ráng lên. Nặng quá trời nặng. Đỡ phụ em. Quá nặng. Quá chúc hai vợ chồng. Về đây với anh Phương. Trời ơi, hai vợ chồng đã vượt qua được thử thách quý vị nha. Chỉ có rớt cái lần đầu tiên thôi. Là chưa có quen đúng không? Chưa có kinh sau nghiệm. Sau đó mình có kinh nghiệm rồi là bốn cái phần sau là vượt qua sắc. Chơi xuất sắc luôn. Cái lần đầu mà bước qua là cả hai bị té ở đó. Thì cả hai đều nghĩ là cái tại sao mình lại bị té rồi, do mình thiếu cái điểm tựa. Cái lần hai tự nhiên không hiểu do là thần giao cách cảm hay sao, cả hai đều biết là phải có một người làm điểm tựa, để cái người còn lại, cái người nó sẽ uyển chuyển hơn và sẽ bước qua. Và khi mà bước qua đó, và cũng phải nói là có sự ăn ý giữa hai vợ chồng. Có lúc Phương Nguyệt xỉn điển thì Phương thấy là anh luôn đỡ lại, mình giữ thăng bằng lại. Cái bí quyết nó nằm ở kinh nghiệm với là cái hiểu người bạn, những người này ngã thì người kia nâng lên. Cũng may là ở phía giữa cái cầu á, nó có được một cái khúc nhô lên để cho mình tựa cái chân mình vô cái điểm tựa. Chứ nếu mà đó là một cái cây cầu khỉ mà không có điểm tựa thì Luân nghĩ là chắc chắn là sẽ không thắng được trò này. Hai người đó người ta hút nhau, còn hai người này lên cứ đẩy nhau. Chị không? Nói vậy đúng mà tại em không chịu làm. Chị có nói là phải bước một người qua một cái chân. Cặp vợ chồng đó ta cũng làm y chang một người qua mà một cái chân. Chị kêu là em ôm chị tường. Đó, cái quan trọng là cái bí quyết là cái chỗ phải, ôm. Phải mà ôm á. Tại có những lúc xiển điển á thì cái người kia ôm lại giật lại thì nó thăng bằng lên. Em không dám hổn. Em sợ Mỹ Dạ nó ghen với chị. Em không dám hổn. Để chị gọi điện cho nó ôm gì lại đi, siết chặt gì lại đi, ôm chặt lên nữa đi. Em ngại. Hàng xóm gây lộn mà thôi mới vậy. Vì nhà mình mà nhà ta gây lộn. Tuy nhiên bây giờ anh nghĩ nhà hồi xưa phải chia mà con dê trắng với dê đen hai con đó mà cưới nhau á là chắc không có con nào rớt rồi đúng không? Tình yêu giúp cho họ vượt qua được tất cả mọi thử thách nhờ cái sự yêu thương và sẻ chia. Cảm ơn hai em đã đến với cái thử thách vừa rồi. Mời hai em về chỗ. Ban bình luận thấy họ đã vượt qua thử thách này thế nào? Quá xuất sắc. Uyển chuyển mà nó nhẹ nhàng từng cái nhịp chân ha. Bên này nhích qua bên kia nhích lại rồi bấu mấy ngón chân mà bấu vô trong cái thành á, nó cũng rất là nhịp nhàng và đồng bộ với nhau. Rồi cái đoạn mấu chốt đó tôi tức lắm, tôi ngồi tôi nói với Đạt là thấy không thấy chỗ đó không, là chỗ đó người ta ôm nhau sát này nó mới qua được. Tại vì chỉ là bên đây có ngã, có mấy đoạn mà ví dụ Phương ngã là bên đây Luân phải ghì lại, anh ngã thì em nâng, mà em ngã thì anh nâng thì nó mới qua được cái chỗ đó. Lúc mà hai người đi ngang qua là hai con mắt phải nhìn nhau, phải hiểu nhau đồ đang đó kiểu bắn tia vô điện rồi chiếu mà nãy em nhìn chị cái trời ơi em sạc điện luôn á. Chị quan sát rất là kỹ từng cái thao tác, cái tay mà tụi em vịn nhau ôm nhau đó, nó đặt một cái sự tin cậy vô đó, nó rất là vững chắc. À, vợ rất là nghe lời chồng, hướng dẫn là cầm cái quan gánh như thế nào, bốn lượt qua lại là tuân thủ y chang như thế. À, khi mà bước gần tới một cái là cái tư thế là sẵn sàng để vịn vào cái người chồng của mình. Chị nghĩ rằng là Phương có một cái độ tin cậy rất là lớn đối với em. Và không phải tự nhiên mà cô ấy có được độ tin cậy đó. Cho nên là qua thử thách này thì chị càng đánh giá cao cái sự gắn bó của tụi em về mặt tâm lý tình cảm với nhau. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Trang. Vậy ban bình luận giờ mình sẽ thống nhất tặng cho gia đình này bao nhiêu điểm ở phần thử thách này đây? Sao cưng? Thôi em thì em nãy em đâu biết, nãy em biết rồi giờ tới hai chị. Đưa cái bảng lên, tay giỏi quá là người của tiên đi. Bây giờ người ta hay quá, bây giờ mình để lên đây luôn đi. Hồi nãy mình chấm nhiêu rồi? Chính cử. Ở đây nó có cái từ này biết gọi là gì không? Gì gử? Này gọi là nhuyễn. Nhuyễn chữ này nó sản sinh ra đó. Cái. À nhuyễn nhèo cái hả? Bây giờ mình cho mừ luôn đi. Tùy vậy à. Bây giờ cái dòng này quá giỏi luôn. Thiệt chứ bộ. Đúng tại không? Vì tốn nhiều năng lượng. Đúng rồi, dòng này đổ mồ hôi sôi nước mắt mà hai chị em mình làm chết quốc. Thiệt à. Thiệt chết quốc luôn, té. Rồi quyết định cho 10 điểm. 10 điểm. Ban bình luận nó bị thuyết phục hoàn toàn. Bởi vì họ đã làm thử mới biết rằng nó khó như thế nào. Đó, trong khi nhà mình làm qua cái ngọt sớt dễ ẹt cho nên là nhận được điểm tối đa. Giờ tới phiên nhà mình nè, tự đánh giá cái đồ ăn ý của nhà mình là bao nhiêu điểm. Mở kem. 9,5 điểm.
mình giống như mình nhập gia, mình tùy tục đem. Đến chương trình này em phải nói khác đi, chín nhuyễn năm. Chín nhuyễn năm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng dành cho gia đình Huy Luân và Thanh Phương. Thử thách có tên là Cùng Lên Tiếng. Con trai nè, ngày mai á mẹ có lịch đi dẫn ở sự kiện á, cho nên là chắc là mẹ không có đưa con đi học được. Có gì con nhờ ba đưa con đi nha. Ba ơi, mẹ nói là ngày mai á ba có thể đưa con đi sinh nhật bạn sau giờ học được không ba? Là ba có buổi tập duyệt với ban nhạc của ba vào buổi chiều. Xong tối đó ba phải có một cái chương trình hát nhạc với lại ban nhạc của ba. Bây giờ con hỏi mẹ coi bây giờ mẹ ơi tính sao mẹ? Mẹ ơi, ba nói ngày mai ba bận rồi, giờ mẹ tính sao? Thì có gì con cứ nói với ba, ba muốn tính sao cũng được hết á. Sao cái chuyện gì ba cũng kêu mẹ tính hết vậy? Ba con giỏi mà đúng không? Ba ơi, mẹ nói là ba tính sao thì ba tính đi. Ba nghĩ là con nên hỏi mẹ con là ngày mai là có thể nhờ ông ngoại đưa con đi học được không? Mẹ ơi, ba nói là ngày mai mẹ có thể nhờ ông ngoại đưa con đi được không? Được, mẹ nhờ được, nhưng mà ba con cũng có điện thoại mà đúng không? Đó cho nên là con cứ nói với ba là cứ gọi điện thoại cho ông ngoại, rồi có gì kêu ngoại đưa con đi học nha. Ba ơi, mẹ nói là ba điện cho ông ngoại đi. Chuyện mà ba gọi điện thoại cho ông ngoại là rất là dễ dàng. Nhưng mà ba nghĩ là mẹ của con mà gọi điện thoại cho ông ngoại là sẽ tiện hơn. Con hỏi coi mẹ nên gọi cho ông ngoại là sẽ tốt hơn là ba gọi đó. Mẹ ơi, ba nói là ba gọi cũng được nhưng mẹ gọi thì tiện hơn. Mẹ nghĩ là ai gọi cũng tiện hết, nhưng mà tự nhiên giờ điện thoại mẹ hết tiền ngang xương nè. Có gì con cứ nói ba gọi cho ngoại nha. Ba mẹ nói chuyện nhau thì nói thẳng luôn đi, cứ mắc con nhắn qua nhắn lại hoài con mệt lắm luôn rồi đó. Con phải hiểu cho ba mẹ, tại vì á ba mẹ đang cãi lộn với nhau, hiểu không? Đang cãi lộn, đang giận nhau, đâu có nói chuyện với nhau được. Tại sao con giận bạn thì ba mẹ nói là để con giải thích rõ ràng cho bạn hết giận, còn ba mẹ giận nhau thì không nói chuyện với nhau để cho hết giận. Thì con với lại bạn con là con nít, thôi mình giận nhau cái vấn đề nó nhỏ, còn ba mẹ giận nhau là cái vấn đề nó lớn lắm. Bây giờ càng nói ra thì ba mẹ sẽ càng cãi nhau thêm. Ủa sao người lớn kỳ quá vậy? Giận nhau không chịu nói chuyện với nhau để cho hết giận. Con chịu khó đi, đợi vài ngày nữa ba mẹ huề với nhau á, lúc đó ba mẹ sẽ nói chuyện lại với nhau, được chưa? Chờ vài ngày thôi. Nhưng mà lần nào ba mẹ giận nhau cũng chiến tranh lạnh hết á. Hà cứ cãi như tụi con đi rồi làm lành lại có vui hơn không? Thôi mệt quá à, con đi đây, không giúp ba mẹ nữa đâu. Nè. Chiến tranh lạnh, không ai muốn nói chuyện với ai hết. Mà nhờ đứa con nhắn qua nhắn lại, thôi bây giờ mỗi người về phòng riêng đi nha, rồi từ từ tìm cách giải quyết đi. Chứ gia đình dày hoài không có ổn đâu, nghe. Về đăng xa Tết mới được. À, bên kia đăng xa Tết kìa. Mình sao? Về inbox riêng nói chuyện mới được. Inbox riêng nói chuyện hả? Có gì comment vô cái xe Tết của bà đi nha. Đó, gia đình mà gặp chiến tranh lạnh như vậy nó rất là phiền phức, khó chịu. Không biết rằng gia đình của Luân với Phương có từng gặp cái trường hợp này chưa? Giờ mời hai em lên đây. À, chắc mời bé Cát Tường đi. Ủa bé Cát Tường làm gì nữa? Làm con. Trời ơi, con rồi. Để coi là bây giờ gia đình mình sẽ giải quyết như thế nào. Trời ơi, cặp vợ chồng này đẻ đứa bé nhìn dễ cưng, dễ sợ luôn trời. Này con mẹ. Coi như đứa con của mình đẻ ra nó già trước tuổi vậy đó. Tôi giao cho tôi cái nhiệm vụ gì mà nó bất khả thi dữ vậy. Mẹ, ngày mai con đi sinh nhật mẹ, con đi học rồi con đi sinh nhật. Mẹ đón con xong mẹ đưa con đi nha. Ngày mai hả con? Ngày mai hình như ngày mai mẹ bận công việc rồi. Con nói với ba chưa? Con có nói với ba mà ba nói mấy cái chuyện đưa rước này là nói với mẹ. Ủa? Chuyện đưa rước từ trước đến giờ là ba lo mà ta. Hả? Sao bây giờ ba bận rồi, ngày mai ba bận rồi. Ngày mai ba cũng bận luôn rồi hả? Ba nói mai ba bận rồi, giờ mẹ đưa con đi nha. Đi học giờ đi luôn hả? Chắc là phải gọi ông bà ngoại rồi. Trời ơi, cả nhà xin mệt. Trời ơi, cháu của ông tôi ngoại. Trời ơi, con bé thiệt tình. Ông ngoại, con nhớ ông ngoại quá à. Ông ngoại hôn con bé ra ngoài. Bà ngoại có ghen không ông ngoại? Không, con. Trời, cưng quá. Sao, ở ngày dạ. Vợ chồng mà vui vẻ chứ. Đang giận không ngoại ơi, trời ơi. Ba mẹ là con kỳ lắm ngoại. Cứ giờ tối ngày chiến tranh lạnh với nhau hoài, cứ không ai đón con hết trơn. Có mấy bữa đón con trễ luôn, làm con ngồi con đợi cả tiếng luôn á ông ngoại. Trời ơi sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, một mầm non như thế này mà tụi con bỏ nó lang thang. Gây lộn hay gây lộn có gì phải lo chuyện đưa rước. Mấy tối nào nó cũng nhắn tin cho ba, nó nói là con buồn lắm, ba mẹ con ngày hôm nay lại gây lộn với nhau. Không ai đưa rước con. Cho con dùng điện thoại.
ba mẹ cái lộn, ba mẹ quăng điện thoại đó, cái con lấy con vô luôn. Nhờ vậy ba mới biết được, qua đây để giải quyết nè. Bây giờ sao vậy, hai vợ chồng có chuyện gì giận nhau? Xin lỗi bạn, con hỏi cho ra cái điện thoại đó của ai, của ba hay của mẹ? Cái điện thoại đó của mẹ. Hả? Đó tại em rồi, lỗi tại em, lỗi tại em. Đừng sao, đừng có lấy điện thoại của mẹ nha con. Ủa sao con có bị nói quá không, thấy ba với mẹ con còn đang cười giỡn quá mà sao la giận? Có ông ngoại vậy á. Hả? Hồi nãy nó lạnh ngắt luôn. À thì ra là vậy. Tại sao vậy? Một gia đình, một gia đình có ai trả tiền cát xê đâu mà phải diễn xuất trước mặt. Có chuyện gì cứ hoạch tẹt ra, hai vợ chồng có chuyện giận nhau, con nói đi. Ba mẹ con giận nhau chuyện gì? Ba mẹ con muốn là ngày mai ông ngoại chở con đi sinh nhật. Cứ mỗi lần mà ba mẹ con chiến tranh lạnh là ai cũng bận hết trơn á ông ngoại. Không phải đâu con. Ngày mai ba mẹ bận thiệt. Đâu có đâu. Tuần rồi đó ba mẹ cũng chiến tranh lạnh đó, nói hứa cuối cùng cho con đi chơi thú nhúng mà cuối cùng có đi đâu. Cái cuối cùng ở nhà con tự nhúng luôn. Trời ơi. Nè. Con nghe. Kìa bà ngoại con tới kìa. Hả? Ba ngoại. Ba ngoại hả? Ngoài, bà ngoại. Trời ơi. Bà vô nè. Sao ba mẹ đến cùng lúc vậy nè? Con có nhắn tin không gọi ông bà ngoại đến không vậy? Làm quà cho hồi ba mẹ. Hồi xưa tôi với bà giận nhau có như vậy không? Không có vậy nghe. Giận nhau là có nói tát trên mặt nhau. Cái còn gì đâu mà lắm là ha, gây lộn nhau, quánh nhau vậy nè. Nhưng mà vẫn yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Chứ còn cái dòng mà chiến tranh lạnh nó khó chịu lắm. Thôi bây giờ cháu gái đi đi với ông bà nghe, để cho ba mẹ tự giải quyết chuyện này đi. Giải quyết cái chuyện đi. Rồi ông bà dắt con đi chơi. Bây giờ ông bà ngoại hôn nhau đi, để cho ba mẹ con bắt chước, ba mẹ con hôn nhau là hết chiến tranh lạnh. Con kỳ lắm quá. Bậy lắm, bậy. Người lớn rồi. Người lớn. Đi vô đây ông ngoại bà ngoại hôn nhau cho con. Đi vô đây. Đi lên lầu đi. Rồi thay đồ, ông bà ngoại dắt con đi chơi để rồi hai chồng tự giải quyết với nhau đi. Đó, anh thấy con buồn chưa? Hai chồng mình hồi xưa giờ đâu có vậy đâu. Có lần mỗi lần giận nhau là chỉ vài tiếng là xong, là nói chuyện với nhau. Sao hôm nay anh giận lâu dữ vậy? Anh cũng biết lỗi của anh rồi. Có thể là dạo này anh tham gia các cuộc thi hoặc là anh bận biểu với show á, có thể anh hơi căng thẳng trong người một xíu. Nhưng mà mốt á, anh đừng có giận lâu vậy nha. Tại vì khi mà vợ chồng mình mà giận nhau vậy á, nó truyền qua những cái năng lượng tiêu cực cho con nó buồn. Nó buồn quá, nó già nhanh ới là nhanh luôn á. Vậy là ba mẹ đã giải quyết được rồi đó nha. Vui với ba mẹ con hết giận nhau rồi. Rồi, mời ba mẹ về chỗ. Cho anh hỏi nhà mình có bao giờ mà hai người chiến tranh lạnh nhau vậy không em? Dạ, thường chưa. Chỉ giận khoảng chừng chút xíu à. Chứ ít khi nào mà im không ai nói chuyện với ai, hoặc là không bao giờ trước mặt con mà giận mà kiểu mà nhờ con nói hết. Và em nghĩ về cái tình huống vừa rồi như thế nào? Em nghĩ là nếu khi mà giữa hai vợ chồng thì nên giải quyết riêng, đừng để điều đó trước mặt con của mình. Không, em nghĩ là có thể do những vợ chồng mà họ không muốn nói với nhau nữa, cho nên họ mới xảy ra cái tình trạng là nhìn mặt đối phương mà không muốn nói chuyện. Còn em với bà xã thì dù có chuyện gì thì cũng nói chung là nói cho ra lẽ, để cho từ đó mình rút kinh nghiệm và mình không có để xảy ra tình trạng thế nữa. Anh thấy có nhiều gia đình á, họ có thể là không nhờ con nói qua nói lại vậy đâu, nhưng mà họ sẽ nhắn tin cho nhau hoặc là viết giấy để lại thôi, chứ họ cũng không có nói với nhau, bởi vì lúc đó là cái tâm trạng họ thật sự chưa thoải mái. Thì nếu như mà họ nói thì họ sẽ dẫn đến cái việc mà xung đột ngày càng gay gắt hơn. Thì em nghĩ thế nào? Em thì có lần em cũng hay nhắn tin, nhưng mà ông chồng em thì không chịu. Anh nói là muốn là cứ nói thẳng gặp trực tiếp, tại vì cái tin nhắn á dễ làm người ta hiểu lầm lắm. Nhiều khi mình nói với một cái thái độ nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái người đọc người ta đang giận mà, ta nhìn vô ta tưởng đâu là mình đang hằn học người ta. Đó, nên có mấy lần anh nói là bây giờ muốn cái gì thì cứ gặp mặt nhau, hai chồng cứ nói ra thôi, chứ đừng có giữ trong lòng. Giữ trong lòng ngày một nó càng chất chứa lên là lại mệt nữa. Cái này em nói thiệt là em chưa kể với bà xã em, có một lần hai vợ chồng kể lộn. Thì cứ nhắn tin qua lại á, thì em đi đường em cứ lấy cái em coi nè. Thì có một lần xém nữa em đụng xe vì cái tin nhắn đó. Chạy xe mà sao tự nhiên em mở ra anh coi vậy? Lúc đó giống như máu nó lên tới máu lên tới não rồi đúng không? Chỉ muốn là có nói cái gì mà tại sao cứ nhắn hoài. Thì đó, từ đó thì mỗi lần giận nhau mà em thấy tin nhắn của bà xã là em không đọc luôn. Đồng ý và tâm đắc với cái điều em chia sẻ là cái chuyện mà tin nhắn á, đây là kinh nghiệm yêu đương đó, rõ ràng tin nhắn chỉ nên dành để là thăm hỏi hoặc là yêu thương thì rất là giúp cho cái đối phương á, nhận được cái tin nhắn đó họ sẽ lên tinh thần. Ví dụ là anh nhớ em ăn sáng chưa, em ăn trưa chưa, tại vì hai chồng cùng bận thì nên. Nhưng mà gây lộn tại vì chị đã bị rồi, có nghĩa là khi mà gây gỗ nhau á, rõ ràng mình viết một cái tin nhắn rất là dài, rồi nhiều khi cái ngắt câu chấm câu của cái người đọc lại không có trúng với cái người viết nữa, đâm ra cái ý nghĩa đó trong khi mình đang muốn cầu hòa,
cuối cùng giống như là mình đang gây sự nữa. Thì lúc đó mình rất là bị sốc. Ủa, tôi rõ ràng tôi nhắn một cái tin để mà tôi nhận cái lỗi, mà cái đối phương đọc xong cũng không hết giận mà còn xả lại những cái câu mà cảm thấy bực mình thêm, rồi cái tự ái nổi lên là banh luôn. Nhưng mà như anh nói đó, khi mà chúng ta đang giận thì rất là dễ bị bộc phát ra. Mà nếu như ngồi trước mặt nhau và nói với nhau như vậy, có khi nào rồi mình to tiếng với nhau rồi dẫn đến những cái điều nó không hay hơn nữa hay không? Cũng có cãi lộn, nhưng mà hai vợ chồng đều cố gắng tránh cãi trước mặt con. Cái trận mà cãi lớn tiếng nhất mà tụi em từng có là cái lần nào? Cái đó là chắc cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, dạ. Lúc đó mới cưới ạ. Cưới là lúc đó là vẫn còn nhiều cái chưa hiểu nhau và thường xuyên cãi lắm. Tụi em cưới từ tháng 1, thế là cái mỗi đến tháng 11 em còn nhớ mà, cái trận đỉnh điểm đó là tháng 11. Là tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 là tháng nào cũng có cãi nhà hết. Ai khơi mào ra để cãi? Khơi mào thì là do khó chịu với người kia mà không nói. Cứ im im lặng rồi xong rồi cứ bắt người đó phải tự hiểu. Trước đây là vậy, em muốn thật ra thì không phải là khơi mào, mà lúc đó là thời gian đó là lỗi của em. Tại vì khi mà mới cưới em ham chơi lắm. Em ham chơi điện tử. Hồi tối thì không có về, đi hát về mà không có ngủ với vợ, lén chạy ra ngoài ngồi đợi em ngủ, đợi em ngủ mới chạy ra ngoài. Rồi hầu như là khi mà mình bị thích chơi game nhiều quá thì mình giống như là mình lúc nào mình cũng nghĩ về cái thế giới trong game á, mình không có lo cho cái người vợ mới cưới của mình. Thì sau một thời gian cãi lộn quá thì bắt đầu em nhận ra là mình sai rồi, em bỏ từ từ. Vậy cái người kết thúc nó là thường là ai? Em nghĩ là thường phải là chính bản thân mình thấy nó sai thì mình sửa. Dạ, cái trận mà lớn nhất đó là em là người kết thúc cái cuộc chiến đó hả? Dạ đúng. Cái trường hợp này có lẽ là cũng gần giống với trường hợp của nhà Hứa Minh Đạt. Cũng hai vợ chồng bận rộn với công việc rồi đều có con nhỏ. Vậy có bao giờ em với Lâm Vĩ Dạ đó rơi vào cái trường hợp mà mình chiến tranh lạnh với nhau như vậy hay không? Rồi mình sẽ phải giải quyết điều đó như thế nào? Tính em cũng bộc trực lắm, tại vì không có gì để mà để lâu được, cái gì phải giải quyết liền. Nên đâm ra là hồi lâu thì hay cãi nhau trước mặt con. Nhưng mà bây giờ thì lắng lại để con nó ngủ rồi thì em xuống đây nói chuyện nhanh. Có vấn đề mình phải giải quyết, để mà không có để cho nó lâu được, nó sẽ không hay. Chúng ta đều nói là mình nói chuyện với nhau á, nhưng mà thực ra là mình gọi là may mắn mình có một người bạn đời chịu và biết cách nói chuyện với mình. Tại vì em có tin là có nhiều bà vợ kêu ông dậy nói chuyện cho ra lẽ, ông không dậy, ông nằm ngáy khò khò, hoặc là ông nói tiếng trước tiếng sau rồi xong rồi đó. Cho nên thực sự là mình may mắn mình có những cái tần số cùng với nhau. Và chị nhận ra rằng là trong cái tình huống đó, nếu mình chọn hai thái cực, một là như Đại Nghĩa nói đó, cái lúc mà mình nói chuyện nếu mình không khéo nha, là nó sẽ đẩy lên cái cường độ nó còn nóng hơn nữa nếu mình không biết quản lý cảm xúc của mình. Và vì nó đẩy chiến tranh nó nóng hơn cho nên người ta sợ, người ta né tránh bằng cái việc chiến tranh lạnh. Vậy nóng quá hay lạnh quá nó đều dẫn đến cái sự đổ vỡ trong mối quan hệ hết. Nhưng mà đặc biệt cái chiến tranh lạnh là nó giúp mình nuôi dưỡng những cái trạng thái hết sức là tiêu cực. Mà cái gì càng nuôi thì nó càng lớn, mà cái gì càng đè nhiều thì nó bật, nó sẽ càng mạnh. Cho nên chị rất là trân quý cái việc mà các em chia sẻ là phải nói chuyện với nhau. Và cái cách nói, giống như chị Cát Tường diễn đạt cái âm sắc ngữ điệu của mình trong lúc nói, cái quản lý cảm xúc, mà cái quản lý cảm xúc đó không phải ở một MC hay một ca sĩ, mà chị nghĩ là bằng cái tình yêu thương. Thì nó, cái cảm xúc đó là cái cảm xúc thật của cái tình yêu thương. Cái lời nói mà Phương hỏi, trời ơi sao tự nhiên đang chạy xe mà nhắn tin vậy, nói như thế thì làm sao mà cái người đối phương của mình có thể nổi giận lên được. Nên chị nghĩ là ta học cái cách để mà tương tác, và cũng không nóng quá cũng không lạnh quá. Thì chị nghĩ hiếm có cặp vợ chồng nào mà trẻ như tụi em á mà có được cái độ điềm đạm đó. Phải chăng là chúng ta được ở trong một cái môi trường gia đình, giống như chị Tường nói từ đầu, nó cũng có sự tác động từ ba mẹ của mình. Thì chị hy vọng là với cái quan điểm đó và cái cách đó của tụi em cũng sẽ tác động đến con cái của mình sau này nữa. Dạ, cảm ơn các vị trong ba bình luận. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dành một số điểm cho gia đình của Phương và Luân. Nhưng mà bàn bạc với nhau thôi, khoan nói ra, còn nhà mình cũng vậy. Bây giờ mình coi cái điểm mà mình ăn ý, mình thấu hiểu với nhau á là bao nhiêu điểm, các em viết lên trên tấm bảng đó. Khoan nói ra nha. Cái cặp đôi này không có sùng sục lên ha, không có làm ra những cái câu chuyện mà để cho người ta thấy là bình dị. Nhưng mà chính cái điều đó đó giống như lạc mềm buộc chặt á, đúng không? Yeah. Cái độ sâu sắc mà mình càng quan sát họ mình thấy nó càng tăng lên ha. Và bây giờ vậy nha, ban bình luận hãy cho biết điểm số mà ban bình luận dành cho gia đình của Huy Luân và Thanh Phương là bao nhiêu. Chưa bao giờ mà ban bình luận có sự thống nhất cao độ như vậy hết trơn luôn á. Chị nghĩ là chắc tụi em cũng tự tin để dám cho mình cái số điểm giống như của ban bình luận. 10 điểm. Em giơ cái bảng kia lên, em giơ cái bảng kia lên. 9,5 điểm. Phương ơi,
anh thấy là từ đầu chương trình đến giờ là hai vợ chồng em rất là ăn ý với nhau, và ngay cả ban bình luận nhận định cũng có rất là nhiều những cái điều mà tích cực dành cho nhà mình. Tại sao mình không dám dành cho mình một cái số điểm tuyệt đối? Em nghĩ là chúng ta nên chừa cái 0,5 còn lại cho 30 năm sắp tới. Rất là đáng yêu. Rất từ tốt. Và đây là số tiền thưởng mà chương trình dành tặng cho các em, 5 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại thông minh trị giá 15 triệu đồng. Như Luân có nói, 0,5 điểm còn lại là để dành cho mấy chục năm về sau. Thì hy vọng rằng là gia đình của mình luôn luôn giữ gìn được cái hạnh phúc như thế như mà mình đang có ha. Và mấy chục năm về sau, lúc đó mình sẽ mạnh dạn mình đưa số điểm 10 lên cho ba mình luận thấy về cái sự ăn ý của gia đình mình. Cảm ơn các em đã đến với Bạn Đời Ăn Ý ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Chương trình Bạn Đời Ăn Ý cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Hải Nam Media thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Và xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Lurik của BBK và nhãn hàng đồ gia dụng Golson đã đồng hành cùng với chúng tôi. Mời ban bình luận chúng ta cùng bước lên sân khấu để cùng chào khán giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau. Dài đâu bao nhiêu, hãy yêu như khi ta mới yêu, dẫu có biết bao điều khiến lòng xót xa nhiều, ngày lại trôi hư hao. Mong em hiền như năm nào, nói lời yêu thương ngọt ngào. Giữ yên đôi lúc sâu trầm, em đôi vui anh tròn gãy ngọn yêu thương, thấu hiểu nhịn nhường biết đưa phải ta thương xây thiên được biên cương. Đôi khi bộn bề em vẫy nặng nề lối về cách xa, ta yêu nhau mà nên biết lúc phải làm hoa cho yêu thương thăng hoa. Ha ha ha. Em ơi còn nhớ ngày trước mình hay dạo chơi cùng nhau say đắm tay nắm chặt tay này công viên. Em nói lời yêu giữa em tha thiết như gión vào tai làm anh ngẩn ngơ thẫn thờ như thôi miên. Anh nói một câu là em đoán nghe ý mà, sau này anh nói đến khán cả cô em chẳng chỉ hiểu mà lại còn cho rằng anh thật hồ đồ. Hồ đồ, oh, 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 oh. Anh ơi anh có còn nhớ không những ngày trước, mỗi khi em nói ra gì anh cũng chung một ý. Sau này em nói có gì anh cũng sâu bị mê thương đi, thì giữ cho rằng em không nhu mì. Em hiểu cho anh không, anh biết em cần gì không. Sao ta không dành cho nhau thêm vài đứa con vô về đời nhau, để thêm hiểu nhau, nhìn về một hướng như bạn bè. Đôi khi bé mọn em nơi vui như tròn gãy ngọn yêu thương, thấu hiểu nhìn nhường biết lúc phải tỏ tương xây thiên đường uyên ương. Đôi khi bọn bè em vui nặng nề lối về cách xa, ta yêu nhau mà nên biết lúc phải làm hoa cho yêu thương thăng hoa. Ha ha ha. Không ngờ là ban bình luận lại cho một cái số điểm tuyệt đối như vậy. Tại vì quan niệm của hai vợ chồng từ trước đến giờ không có tự mãn với những gì mình đã có, luôn cứ cảm thấy là mình phải vun đắp nhiều hơn nữa, nhất là trong chuyện tình cảm, nên không dám mạnh dạn cho 10, mặc dù là thấy hiểu ý nhau từ đầu đến đuôi á. Sau khi mình tham gia một cái game show về hai vợ chồng và mình cảm thấy là hai vợ chồng mình hiểu nhau quá như vậy, thì mình sẽ có thêm cái động lực để mình lúc nào mình cũng yêu thương mà xả mình hết, và mình sẽ càng cố gắng để mình hiểu thêm hơn nữa. Tôi là Lou Rich, hãy để tôi chăm sóc bạn mỗi ngày. Nhãn hàng gia dụng Golson hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.